Cái gì đây? Dưa leo. Dưa leo. Tại sao lại lấy cái tên của mình là dưa leo? Tôi nói thiệt với quý vị luôn á, là cái tên là Mr. Well á, là nó đã rất là vô duyên rồi, hả không? Vậy mà sao lấy cái tên của mình là dưa leo? Dưa leo là ai? Hôm trước có người gửi cho tôi cái bài viết nha, của cái bạn là dưa leo, hả không? Cho nên là ngứa mắt quá. Hôm nay tôi xin cà khịa cái anh dưa leo này. Còn ảnh là ai vậy? Ngon quá. Cái bạn dưa leo này ngon đó nha. Thì anh nói đùa thôi chứ thật ra anh đã biết Huy từ lúc mà Huy bắt đầu cái sự nghiệp làm stand up. Và vì vậy ngày hôm nay xin được trao đổi chém gió về một cái quan điểm của dưa leo. Đó là một cái bài post thôi ở trên Facebook mà các bạn đã có gửi cho anh. Đó là để giải quyết cái vấn đề học online. Nếu tôi là lãnh đạo, ok, thì tôi sẽ làm gì? Ha. Thì anh nghĩ đây là một cái chủ đề rất là thực tế và rất là gần gũi, và nó chạm vào cái nỗi đau rất lớn của không chỉ là học sinh mà phụ huynh. Một cái khó khăn khủng khiếp của họ cho việc học hành trong cái đại dịch. Ha. Bởi vì cho tới ngày hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh vừa mới được giãn cái giãn cách ra. Tuy nhiên là rõ ràng là việc học hành của các em học sinh vẫn sẽ tiếp tục là học online, học từ xa. Và chúng ta đã thấy không ít những cái bài báo ha, ví dụ gia đình 7 người con sẽ quay cuồng với chuyện học online bởi vì thiếu thốn, thu nhập đã khó khăn rồi, mà bây giờ mỗi đứa một cái laptop, mỗi đứa một cái smartphone thì tiền đâu ra mà mua, rồi rủi có mua được thì internet đâu ra để mà cái đường truyền làm sao nó đảm bảo được cho 7 đứa nó học, không? Thì cái chuyện đó đã thành một cái áp lực quá sức là khủng khiếp đối với học sinh, đối với phụ huynh. Chưa kể là cái hiệu quả của việc giảng dạy cũng không biết là đi đâu về đâu, bởi vì đây là một cái đó, quá khó khăn. Đó là ở cái vùng mà còn có internet ha. Còn đây ở trên Đắk Lắk đúng không, Đắk Nông ha, thì các bạn nhìn thấy là bố mẹ phải dẫn con lên núi để dò sóng 4G. Mà anh nói thiệt với các bạn là anh là có thu nhập nè, mà mỗi lần xài 4G là còn tiếc nữa, không là cũng kiếm chỗ nào có wifi mình xài cho nó tiết kiệm. Thì bây giờ cha mẹ phải dẫn con lên núi để có được 4G thì khi đó cháu nó mới học được, thì rõ ràng nó là khó khăn trăm bề. Cho nên cái việc mà dưa leo đưa ra cái quan điểm của mình hoặc là đề xuất một cái giải pháp của mình cho cái nỗi đau này, cái khó khăn chồng chất này, là một điều anh nghĩ rất thực tế. Ok. Và cái bài toán mà chúng ta đối diện đó là chưa nói tới hiệu quả nội cái điều kiện để các em có thể học online, mỗi đứa trẻ một cái laptop, một cái máy tính và đường truyền internet tốc độ cao, là điều quá là khủng khiếp và áp lực đối với người dân ha. Vì vậy cái bạn dưa leo này mới đưa ra đề xuất, nếu tôi là lãnh đạo, là bộ trưởng bộ giáo dục, đúng không, thì tôi sẽ làm gì? Mỗi cấp mỗi môn học chọn ra thầy cô giỏi nhất, ok, làm được, đúng không? Và dĩ nhiên là nếu mà học sinh mà được học từ những thầy cô giỏi nhất, why not, hứng thú. Rồi cái gì? Dùng VTV để phát trực tiếp bài giảng của họ để học sinh không cần có mạng vẫn học được. Phát lúc nào? Lấy mấy cái chương trình hài nhảm, game show, ballad gì đó bớt đi, hả không? Nhường chỗ cho cái phần dạy học cho học sinh thông qua sóng truyền hình. Not a bad idea. Bởi vì nếu như mình kêu là mỗi một cái gia đình đều phải có một cái máy tính cho mỗi đứa trẻ là điều không khả thi. Nhưng nếu mình nói là mỗi gia đình đều có tivi và có sóng truyền hình, cái này làm được. Và nếu như VTV là một kênh truyền hình quốc gia, hy sinh cái tiền quảng cáo, đúng không, để chiếu, thậm chí là nếu mà chiếu cho giờ học của các em học sinh thì cho tụi nó học buổi sáng đi, đúng không, tụi nó học 7-8 giờ sáng, 9 giờ sáng, hoặc tụi nó học từ 2 giờ cho tới 4 giờ chiều, đúng không, thì cái giờ đó không phải là giờ vàng ha, thì cái giờ đó là giờ hoàn toàn có thể dùng cho các em được. Còn giờ vàng là từ 6 cho đến 9 giờ tối, thì cái giờ đó là cái giờ mà nhà đài cứ dùng nó để kiếm tiền, đúng không, thì việc này khả thi. Hay để số điện thoại để học sinh gọi lên với giá cực rẻ để hỏi đáp, yên tâm không đứa nào dám hỏi đâu. Cái này anh thấy không có khả thi ha. Ai trả lời, đúng không ha.
rồi cái số điện thoại đó, rồi xây dựng cái đường dây, cái tổng đài để trả lời cái này thì không có khả thi ha, không khả thi lắm nha. Rồi rồi bài giảng sau đó được up lên trên YouTube, Facebook của VTV ha, thì các em có thể coi lại được đúng không, các em có thể comment. Rồi trả lương rất cao cho các thầy cô giáo và những người liên quan, có khi thầy cô giáo cũng không cần mức lương quá cao, giống như là những cái y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đúng không, họ cũng không yêu cầu một cái mức đãi ngộ trên trời, bởi vì đây là sứ mạng của họ, đây là cái việc chung tay cùng nhau để vượt qua cái khó khăn của đất nước, của cả nhân loại. Anh không nghĩ là những thầy cô giáo cũng phải yêu cầu mức lương quá cao, ok. Và cái giải pháp này sẽ tiết kiệm được băng thông internet, tiền mua laptop, điện thoại và bao nhiêu công sức của các gia đình, ban ngành và đó thì bộ phải biết, và đừng nói chuyện này không làm được, muốn là làm được thôi ha. Và có một cái câu kết của dưa leo, câu này là câu anh rất thích đúng không, đó là muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ. Ok, đây là cái đề xuất của bạn dưa leo ha, và có lý ha. Về mặt cơ sở vật chất, về mặt ngay tức thì tháo gỡ những cái áp lực, những cái khó khăn của người dân, về mặt điều kiện để cho các em có thể tiếp cận được kiến thức, thậm chí kiến thức được dạy từ những thầy cô giáo giỏi nhất, cái này có lý ha. Và anh nghĩ đó là một ý tưởng rất sáng tạo, xin một tràng vỗ tay cho dưa leo. Ok, và rõ ràng là cái ý tưởng này một cách kỳ diệu có thể là cũng có sự cái đồng cảm của VTV ha. Cho nên là mình thấy là từ ngày 23 tháng 9 VTV đã bắt đầu chính thức phát những cái bài giảng, có thể là chưa phải tất cả các lớp học, nhưng mà bắt đầu phát những bài giảng đặc biệt cho học sinh lớp 1, lớp 2 đúng không, trên các kênh VTV1, VTV2 và VTV7 ha. Chúng ta có thể nhìn thấy cái lịch phát sóng ở đây luôn đó. Và đúng như là VTV dùng những cái giờ bình thường ha, tức là không phải giờ vàng, để mà mình phát những cái chương trình dạy toán, tiếng Việt cho học sinh lớp 1, lớp 2 để cho tất cả các em đều có thể tiếp cận được kiến thức. Beautiful. Tuy nhiên anh phản biện nè, có rất nhiều người chạy vô cái post đó rồi chửi nhà đài, cái đó cũng không nên, nhưng mà chửi dưa leo, nói là mày hay quá ha, mày nói vậy tất cả thầy cô nó đi chăn bò hết hả, vai trò của thầy cô để làm cái gì không? Thì đó là cái anh sẽ tháo gỡ ở cuối cái video clip này, dựa trên cái hiểu sâu sắc hơn về cái tương lai của giáo dục. Thì chúng ta có thể nhìn ra được những cái rất là hay mà thầy cô có thể làm được, là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai, và đây là cái anh phản biện nè, là cái tiếp cận này vẫn đi theo cái suy nghĩ truyền thống của cái việc ban phát kiến thức. Tức là mọi người vẫn nghĩ là cái việc dạy nghĩa là tôi đọc một cái bài giảng, tôi giảng một cái nội dung gì đó, nghĩa là dạy đấy. Đây là tư duy đã quá cũ so với những cái nhu cầu của giáo dục hiện đại ngày hôm nay. Nếu ông thầy bà cô nghĩ là tôi chỉ cần đọc hết tất cả những cái nội dung của cái bài giảng này ra, nghĩa là tôi hoàn thành sứ mạng của mình, thì anh xin lỗi các bạn, đó là cái nhìn rất là hẹp. Và nó không giải quyết được về cái hiệu quả của quá trình học đó một cách sâu sắc. Hoặc là ngay bây giờ anh có thể phản biện rất đơn giản là bây giờ VTV phát những cái chương trình dạy học đó, ai đảm bảo là học sinh sẽ coi? Ai đảm bảo là các em sẽ hứng thú và ngồi coi hết 30-45 phút bài giảng đó? Đúng không? Mình dạy mà tụi nó không ngồi nghe, tụi nó không coi, vậy thì ăn thua gì nữa? Hả không? Và nếu mà tụi nó không coi, rồi rủi tụi nó có ngồi coi, sao biết được là có thấm cái gì vô đầu của tụi nó hay không? Hay là tụi nó vừa ngồi coi vừa ngủ gục? Và đó là lúc mà các bạn sẽ bắt đầu nhìn ra cái vai trò thật sự của thầy cô giáo ở trong lớp học. Có khi không đơn thuần chỉ là dạy kiến thức đâu, mà có một cái vai trò rất quan trọng của họ, đó là canh chừng. Canh chừng xem tụi học trò nó có tập trung cho cái thứ mình nói hay không, nó có ngồi nghe không, hay nó lo ra, hay nó nói chuyện riêng, hay nó không hứng thú, phải không, hay nó không nghiêm túc. Cho nên một cái vai trò rất quan trọng đó là thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, bên cạnh chuyện dạy kiến thức, họ phải canh chừng và chăn dắt cái đám 50 đứa trẻ đó, xem là tụi nó có tập trung nghe những cái kiến thức vàng ngọc mà mình đang chia sẻ hay không, và phải nhồi được vô đầu của tụi nó, dù là tụi nó không hứng thú, tụi nó không biết là sau này tụi nó có xài được hay không, nó dùng sẽ làm gì, nhưng phải nhồi cho tụi nó học. Thì thật ra đó mới là cái phần nặng nề nhất và mệt mỏi nhất của giáo dục ngày hôm nay.
Và đó là thứ mà cái TV không làm được. Ok. Dĩ nhiên có bạn sẽ phản biện lại với anh, nói là anh ơi, nhưng mà trong lớp học sẽ vẫn có những đứa nó thích những cái môn học cơ mà, anh nói gì nghe bi quan quá. Anh hoàn toàn đồng ý là trong lớp học chắc chắn sẽ có những bạn thực sự tò mò, hứng thú và yêu thích cái nội dung của cái bài giảng lịch sử hay là hóa học hay là văn học đó. Có. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là tất cả các em trong lớp. Có đúng không nào? Còn nếu không, chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm ngày hôm nay. Đó là một ngày nọ, tưởng tượng xem là cô giáo bước vào lớp và cô nói là: các em ơi, cả học kỳ này tất cả điểm kiểm tra 15 phút kiểm tra miệng một tiết và điểm thi học kỳ của các em trong môn học này cô đều đã chấm 10 điểm. Tất cả các em đều 10 điểm hết rồi ha. Và từ ngày hôm nay trở đi các em không cần phải ngồi trong lớp để nghe cô giảng. Bạn nào thích thì ngồi, bạn nào không có hứng thú lắm các em có thể đi ra ngoài và làm việc riêng, đừng gây ảnh hưởng quá nhiều đến người khác và sẽ không có bất cứ ai la mắng hay khiển trách các em về điều đó hết. Các em được tự do. Và nếu điều đó xảy ra trong lớp học, bao nhiêu em sẽ ngồi lại trong lớp? Thẳng thắn đi các bạn, bao nhiêu học sinh sẽ ngồi lại trong lớp? Chắc chắn không phải là tất cả. Hiểu ý anh không các bạn? Cho nên là mình phải nhìn thấy là có một cái vai trò mà nó vắt kiệt rất nhiều cảm xúc, tinh thần và sức lực của thầy cô giáo ở trong lớp học, là canh chừng, kiểm soát, kiểm tra để tụi nó không có mơ màng, thậm chí khủng bố tụi nó bằng thi cử, bằng điểm số, bằng những bản kiểm điểm và tạo áp lực cho chúng để bắt chúng phải học cho hết tất cả những cái kiến thức phổ thông đó. Và đây là điều mà thẳng thắn với nhau đi, cái TV không làm được. Nói tới đây, lưu ý ha các bạn, là anh không có ý chỉ trích nền giáo dục Việt Nam, mà anh đang nói về nền giáo dục của cả thế giới này ở thời điểm này. Đó là bản chất của mass education, nền giáo dục hàng loạt. Đó là thứ ngày hôm nay vẫn còn đang tồn tại trên khắp thế giới. Đó là vấn đề bản chất của hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống giáo dục hàng loạt. Các bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng mà cái mô hình giáo dục chúng ta đang có ngày hôm nay 200 năm trước không hề tồn tại. Ok? 200 năm về trước, tức là từ thế kỷ 17 đổ lại. Ok? Thì đi học là một cái nghề, cũng giống như là một nông dân, một ông thợ rèn, một ông thợ mộc, thì học sinh là một cái nghề. Mà nếu các bạn chọn cái nghề làm học sinh thì các bạn sẽ đi học. Còn lại nếu các bạn chọn cái nghề làm nông, các bạn sẽ làm nông dân. Các bạn chọn cái nghề làm thợ rèn, các bạn sẽ đến cái lò rèn và xin cái ông thợ rèn dạy cho mình cái cách để mình rèn. Còn cái chuyện đi học chữ, học tính toán, học thơ ca, ABCD, thì cái đó không có bắt buộc. Và ai chọn cái con đường đó thì chọn cái con đường đó, giống như cái người nông dân chọn con đường của họ, cái người thợ mộc chọn con đường của họ. Thì đó là cái thời mà mình coi ở trong phim kiếm hiệp, phim cổ trang á, là một cái anh chàng thư sinh đi học. Và nó là điều không bắt buộc, là mọi người đều cần phải có biết đọc, biết viết, đúng không? Và thẳng thắn mà nói là trong cái thời điểm đó, tức là cách đây 200 năm, thì học chữ, học viết, tính toán, đó là một cái nhu cầu của một cái bộ phận rất là nhỏ trong xã hội mà thôi. Và rồi, thùm, một cái điều kỳ diệu xảy ra. Anh có lên mạng và search về cái sự ra đời và lịch sử của cái gọi là giáo dục phổ thông. Anh sợ là mass education, nhưng mà rồi trên Wikipedia họ đưa ra cái định nghĩa là compulsory education, tức là giáo dục bắt buộc, hay là gọi là giáo dục phổ thông cho tất cả mọi người, đúng không? Thì nó nói là compulsory education, đúng không? Nó là một cái giai đoạn mà việc giáo dục là cái bắt buộc cho tất cả mọi người, và nó được đưa vào luật bởi chính quyền. Ok? Và nó đảm bảo được là bắt buộc phụ huynh phải cho con của mình học tất cả những cái kiến thức này. Ok? Thì đó gọi là cái compulsory education, giáo dục bắt buộc. Thì đó là luật giáo dục ở Việt Nam luôn đó nghe các bạn. Ha. Thì thì nó có giải thích về cái mục đích của giáo dục bắt buộc này là cái gì ha. Và cái lịch sử của nó ra đời thì mình nhìn thấy cái này cho dễ nè, các bạn có thể quan sát được nè, là đến thế kỷ 18
ha, thì trên thế giới này chỉ có 3 cái đất nước là bắt đầu có cái mô hình giáo dục bắt buộc nha, đó là Denmark, Prussia và Austria, đúng không? Và rồi mãi đến thế kỷ 19 ha thì nó mới bắt đầu lan rộng ra từ châu Âu ha, và rồi nó bắt đầu lan sang đến Mỹ ha, rồi đến những quốc gia châu Mỹ, rồi Nhật Bản ha, là năm 1872 thì mới bắt đầu có cái gọi là giáo dục phổ thông mà tất cả các em phải đi học, không? Nước Anh là mãi đến năm 1880 mới có nghe ha. Đó, rồi sau đó đến thế kỷ 20 thì nó bắt đầu lan rộng khắp những quốc gia còn lại trên thế giới cho tới ngày hôm nay luôn, đúng không ha. Thì đây là sự ra đời của cái hệ thống giáo dục mà chúng ta đang có ngày hôm nay ha. Và các bạn có ngạc nhiên hay không, đúng không, là một cái thứ mà 200 năm trước không hề tồn tại, đột nhiên 200 năm trở lại đây xuất hiện và rồi lan rộng mặc định cho tất cả những quốc gia trên thế giới luôn. Tại sao lại có cái sự trùng hợp đó? Có đoán được tại sao không? Đoán đi. Bởi vì cái mass education nó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà nó ra đời giống như là một cái sự, là một cái sản phẩm của sự ra đời của một cái cuộc cách mạng khủng khiếp của nhân loại. Đó là cuộc cách mạng công nghiệp, right, the industrial revolutions. Thì cuộc cách mạng công nghiệp cũng ra đời trong vòng khoảng 200 năm trở lại đây ha. Và cái cuộc cách mạng công nghiệp nó xây dựng trên nền tảng của mass productions, sản xuất hàng loạt. Và vì vậy mà cuộc cách mạng công nghiệp nó có một cái nhu cầu cực kỳ lớn đối với xã hội, đó là nó có một cái nhu cầu cho lượng công nhân rất là đông đảo để đứng vào và lấp đầy tất cả những cái dây chuyền sản xuất đó, right? Và vì vậy mà mass education ra đời để đáp ứng cái nhu cầu huấn luyện ra nguồn nhân lực cho cái mô hình sản xuất là mass education. Ok. Và đây là lúc chúng ta sẽ nhìn thấy cái bản chất là cái giáo dục hàng loạt đó ra đời thực ra không phải để đáp ứng cái nhu cầu thỏa mãn cái sự tò mò, cái sự phát triển tự nhiên và hứng thú của một đứa trẻ, không, mà mass education ra đời để đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng nhân công của hệ thống vận hành xã hội, của những nhà máy, của những công xưởng, của mass productions, tức là đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của xã hội chứ không phải cái nhu cầu của đứa trẻ. Alright ha. Và vì vậy mà các bạn bắt đầu để ý thấy ha, là những công nhân cần phải được huấn luyện từ lúc còn bé, right? Họ cần phải có những kiến thức tối thiểu để đọc hiểu những cái quy trình sản xuất, bước 1 là, 2 là, 3 là, 4 là, đúng không? Và họ phải có khả năng tính toán cơ bản để đảm bảo được cái tiêu chí sản xuất bằng những con số được đong đếm để đảm bảo được cái sự đồng nhất của một dây chuyền sản xuất hàng loạt, thì những chỉ số phải giống nhau. Cho nên bây giờ các bạn hiểu được là tại sao phải phổ cập cho tất cả những đứa trẻ khả năng đọc, viết, tính toán, cộng trừ nhân chia, đúng không? Để đó là cái điều kiện cơ bản để trở thành một công nhân. Bên cạnh tính kỷ luật, sự vâng lời và cái sự chặt chẽ. Đó là lý do mà các bạn sẽ nhìn thấy là tại sao trường học yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, phải đứng xếp hàng, phải điểm danh và luôn đề cao kỷ luật và sự tuân thủ. Bởi vì đó là phẩm chất quan trọng nhất để tạo ra những công nhân trong những dây chuyền sản xuất. Alright ha. Và đó là vai trò thứ nhất. Vai trò phụ thứ hai của cái hệ thống giáo dục hàng loạt, đó là cái này các bạn sẽ thấy buồn cười: giữ trẻ. Tại vì sao? Tại vì khi mà những công nhân họ rời xa cái làng quê của mình, đổ xô lên thành thị để làm việc trong những cái dây chuyền sản xuất từ 8 tới 10 tiếng mỗi ngày, đầu tắt mặt tối, thì họ sẽ không thể tập trung để làm sao cho chính xác được. Nếu họ lo lắng là lúc này con mình ai trông, ông bà thì ở dưới quê, đúng không? Con nhỏ nhà nó chạy lông nhông ngoài đường, lỡ nó bị cái gì thì sao? Cho nên nếu như cái tâm trạng của họ nó không có yên tâm, thì làm sao họ có thể làm việc cho nó chính xác theo đúng quy trình được? Vì vậy mà những cái trường học ra đời để làm chi? Để giữ trẻ.
các anh chị yên tâm ha, cứ yên tâm làm việc nghe không à, còn con thì gửi vô cho trường, nhà trường sẽ đảm bảo là lúc các anh chị làm việc trong nhà máy thì các cháu nó không có chạy lông nhông ngoài đường đúng không, nó tắm sông tắm suối nguy hiểm không à, tụi tôi sẽ giữ trẻ để cho các anh chị yên tâm, chưa kể là trong lúc tụi tôi giữ, tụi tôi sẽ dạy cho tụi nó những cái kiến thức phổ thông để rồi sau này khi mà được 18 tuổi tụi nó cũng sẽ thành một cái công nhân để có thể được bước vào những cái dây chuyền sản xuất giống như mấy anh mấy chị, được chưa, yên tâm chưa? Rồi bây giờ cắm mặt xuống làm cho chăm chỉ, làm cho chính xác, đạt đúng sản lượng, đúng chất lượng nghe. Đó là vai trò thứ hai của giáo dục. Và kể từ thời điểm đó các bạn sẽ thấy là cái nghề thầy giáo sẽ bắt đầu đại trà. À, sẽ cần rất nhiều thầy giáo để vận hành những cái lớp học đó, những cái trường giữ trẻ khổng lồ đó, đúng không? À, và biến thành một cái nghề được chuyên môn hóa. À, tức là có một cái người gọi là thầy giáo. Còn anh muốn các bạn biết là trước khi cái nền giáo dục hàng loạt phổ thông ra đời thì thật ra cái chuyện dạy con là vai trò của bố mẹ. Cho nên là mình nghe là ngày xưa có cái cách xưng bố mẹ là thầy u, tức là ông bố được gọi là thầy, bởi vì cái vai trò, cái nhiệm vụ dạy con là nhiệm vụ của ông bố. Chỉ là có điều sau này khi ông bố đi làm trong những cái nhà xưởng, trong những cái công sở thì ông đầu tắt mặt tối, ông bận, ông căng thẳng, ông stress quá, ông không còn bụng dạ và tinh thần đâu để lắng nghe, thấu hiểu và dạy dỗ con cái nữa. Cho nên thôi, ông đẩy cho nhà trường, ông đẩy cho hệ thống giáo dục, nói thôi, nhờ thầy nhờ cô dạy cho cháu nó nên người. Còn tôi thương nó lắm, nhưng mà tôi không có rảnh để dạy nó nghe. Cho nên thôi nhờ thầy cô. Vậy nghe. Again, khi anh nói ra cái quan điểm này, nó là bản chất của sự ra đời và vai trò của giáo dục phổ thông. Và anh hoàn toàn không có ý lên án hay chỉ trích, bởi vì đó là vai trò tất yếu và nó là sự cần thiết của mass education để duy trì được mass production. Tuy nhiên là chúng ta phải đối diện với thực tế là ngày hôm nay chúng ta đã đi đến những chương cuối cùng của cuộc cách mạng công nghiệp để bước sang một cuộc cách mạng lần thứ tư của loài người. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là xã hội bắt đầu chuyển giao một cách cực kỳ khốc liệt để không còn xây dựng trên mass production nữa, mà những cái nhà xưởng, những cái công ty ngày hôm nay được xây dựng dựa trên robot AI productions. Và đó là lúc mà chắc chắn khi mass production bắt đầu thoái trào thì mass education cũng sẽ bị đào thải. Đó là lúc mà sản phẩm của mass education sẽ không còn đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội nữa. Và vì vậy chúng ta bắt đầu cần có một cái sự cải tiến sâu sắc hơn từ trong tư duy, từ trong cái triết lý của hệ thống giáo dục hiện đại. Nó không thể là mass education nữa. Và cái này không phải là anh nói xạo xạo từ cái quan điểm của anh ha, mà nếu các bạn biết là từ cách đây 1-2 thập kỷ thì UNICEF là cái ủy ban của Liên Hiệp Quốc nghiên cứu và giáo dục, họ đã đề xuất một cái định hướng phát triển của giáo dục hiện đại, đó là đưa người học vào trung tâm của quá trình giáo dục đó. Thì cái đó vẫn là một cái định hướng mà tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng không phải ai cũng làm được. Và đó phải là tương lai của giáo dục. Ok. Và đó là khi mà chúng ta phải xây dựng được một cái nền giáo dục mà nó đặt niềm tin và sự tò mò và hứng thú vào cái bản năng học hỏi của một đứa trẻ, và tạo ra cho chúng một cái cuộc chơi kích thích, hứng thú, và rồi sau đó chúng ta lùi lại và kinh ngạc quan sát cái tài năng, tố chất và cá tính của mỗi đứa trẻ nó bùng nổ và thăng hoa. Đó là tương lai của giáo dục. Tương lai mà chúng ta phải xây dựng được ngày hôm nay. Ok, một cái nền giáo dục khai phóng, tự do và mang đậm yếu tố cá nhân hơn. Và anh nói thật, đó chính là cái cảm hứng, cái inspirations mà anh có được khi mà anh tìm hiểu sâu vào những cái thể nghiệm về giáo dục hàng đầu ở trên thế giới. Năm 2019, khi mà anh có ghé sang thăm cái trường Sudbury Valley School, đó là một cái trường phổ thông được xây dựng trên cái giá trị của sự tự do và dân chủ. Thì anh mua được những cái cuốn sách về cái Education in America, right, của Daniel Greenberg. Thì trong cuốn sách đó, ông là người chia sẻ với anh cái bản chất của mass education, là cái anh vừa chia sẻ với các bạn. Và trong cái ngôi trường đó thì Daniel Greenberg cùng với vợ của mình xây dựng từ cuối thập niên 60 cho tới ngày hôm nay vẫn còn đang vận hành, và nó là cái
ngôi trường nổi tiếng nhất về cái triết lý giáo dục tự do và dân chủ ở nước Mỹ, là cái ngôi trường mà mỗi đứa trẻ được học cái thứ mà chúng hứng thú một cách nghiêm túc ở cái thời điểm mà chúng sẵn sàng. Các bạn có tin được không là trong ngôi trường đó người ta không bắt đứa trẻ phải học đọc và viết. Những đứa trẻ sẽ học đọc và viết khi chúng muốn đọc và muốn viết. Có rất nhiều những câu chuyện ha, nhưng mà có một câu chuyện rất là ấn tượng, là có một đứa bé mà nó vào trường mỗi ngày và nó được quyền lựa chọn xem ngày hôm nay nó muốn làm cái gì ở trong trường. Ok, dĩ nhiên họ có những cái nguyên, những cái cơ chế để đảm bảo nó không làm phiền người khác, đúng không? Và đứa bé đó nó vô và nó chơi, nó nghịch ngợm, nó tìm hiểu về cây cỏ suốt, và nó không hề học chữ trong suốt 13 năm đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên tắc của trường nói là trường chỉ dạy chữ khi đứa trẻ nói là con muốn học chữ. Để rồi tới năm 13 tuổi, bé nói là con muốn học đọc, và nó bắt đầu học đọc và viết. Tức là 13 tuổi mới bắt đầu học đọc và viết. Ok? Và điều thú vị là trời ơi, nó học chậm hơn người ta tới 7 năm. Không, thì tương lai nó sẽ đi đâu về đâu. Thì sau này khi mà trưởng thành rồi, cái cô bé đó một cách thú vị lại trở thành một cái nhà biên kịch rất là nổi tiếng cho một cái hãng sản xuất phim truyền hình của nước Mỹ. Là cái người sáng tác ra những cái kịch bản của những cái bộ phim, những cái series phim, là một nhà biên kịch rất là nổi tiếng. Cho nên đây là một cái concept về giáo dục mà anh hứng thú dễ sợ lắm các bạn. Cái concept đó nó đặt cái niềm tin vào cái sự tò mò, cái cá tính của mỗi đứa trẻ. Và họ tin là một khi đứa trẻ tò mò và hứng thú và được cung cấp đủ cái nguồn lực, chúng sẽ học nhanh khủng khiếp khi chúng học cho bản thân của chúng. Ok, đó là một cái khái niệm mà anh nghĩ là được chia sẻ trong cái cuốn sách của ông Frank McCourt. Frank McCourt là một trong những giáo viên xuất sắc nhất của nước Mỹ. Ông được nhận cái danh hiệu là giáo viên giỏi nhất của nước Mỹ, đúng không? Ông là giáo viên dạy văn. Và bên cạnh đó ông cũng là một người sáng tác, và những cái tác phẩm của ông là trở thành những cái cuốn bestseller trên thế giới luôn ha. Thì ông là một cái tác giả đạt giải Pulitzer, là một cái giải thưởng văn học rất là nổi tiếng ha. Thì ông kể là trong cái lớp học dạy văn của mình á, thì cái điều quan trọng nhất khiến cho ông trở thành một cái ông thầy khác biệt, đó là ông không có chú trọng vào cái kiến thức mà ông dành hầu hết thời gian của mình để chọc ghẹo, để cà khịa, để khơi gợi và kích thích lên cái sự tò mò, cái sự hứng thú của học trò. Ok, ông chọc ghẹo tụi nó, để rồi khiêu khích tụi nó ha. Để rồi những đứa trẻ nó bắt đầu học văn, nó dùng văn học như một cái thứ để nghịch ngợm, để thể hiện bản thân của tụi nó. Tụi nó bắt đầu viết lại những cái cuốn sách dạy nấu ăn. Ok, và rồi làm những cái bài thuyết trình về công thức nấu ăn. Ok, và cách tụi nó thuyết trình là nó sẽ vừa chơi nhạc và nó viết rap, nó viết thành những cái bài hát, sáng tác những bài hát để dạy một cái công thức nấu ăn. Thậm chí là có một cái đề thi, cái đề test của ông ta cho học trò của mình là hãy viết một cái lá thư dài 2 trang để giải thích cho thầy cô một cách cực kỳ xúc động và sâu deep là tại sao em đã không làm bài tập về nhà. Và khi đó ông nói ông kinh ngạc với tất cả sự hạnh phúc của ông khi ông chấm bài, bởi vì ông đọc được tất cả những cái lý do kỳ diệu nhất, sáng tạo nhất mà những đứa trẻ có thể viết. Về chuyện là có người ngoài hành tinh tấn công vào gia đình của nó, rồi có những quái vật, rồi những cái drama trong gia đình của nó như thế nào khiến cho nó không có làm bài tập về nhà. Ok, và các bạn tưởng đề thi kiểm tra văn một tiết là hãy viết 2 trang giấy để giải thích cho thầy cô một cách xúc động và là muộn rơi nước mắt vì sao các em đã không làm bài tập. You know, đây là người dạy cho anh cái cảm hứng và giáo dục. It's beautiful ha. Cho nên nếu chúng ta có thể rút ra được từ cái triết lý đó và cái vai trò thực sự đó của thầy cô giáo, thì anh có thể bổ sung vào cái giải pháp của Dưa Leo. Ok, là bên cạnh chuyện chiếu những cái bài giảng và kiến thức chuẩn ở trên truyền hình, thì tất cả những thầy cô giáo ngày hôm nay vẫn sẽ làm việc chăm chỉ mỗi tuần 5 ngày và làm đúng cái vai trò thật sự của thầy cô giáo ngày hôm nay, đó là trò chuyện, thấu hiểu và khơi gợi cái sự tò mò, khích lệ tinh thần của học sinh. Đó là cái khó nhất mà máy móc sẽ không thể làm được. Ok, và cái cách làm như sau. Bài giảng các em cứ xem trên TV, đúng không? Còn thầy cô giáo sẽ dùng điện thoại để gọi trực tiếp và trò chuyện với từng em học sinh của mình để hiểu, hỗ trợ, khơi gợi cho các em. Anh có bị khùng không anh Trí?
cái này có khả thi hay không. Alright, thì để anh tính cho các bạn xem. Chia một lớp học có 50 học sinh ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là 32 học sinh bình thường, 8 học sinh xuất sắc và 8 học sinh hơi chậm và yếu hơn những em còn lại. Hai ngày đầu tiên, mỗi ngày giáo viên sẽ gọi điện thoại cho các em học sinh bình thường và trò chuyện với các em nửa tiếng. Trò chuyện, hiểu, động viên, chia sẻ với các em. Thì nếu mà một em mất nửa tiếng thì một ngày làm 8 tiếng sẽ gọi được cho 16 em. Hai ngày sẽ gọi hết được cho 32 em. Ngày thứ ba, thầy cô giáo sẽ dành để hỗ trợ những học sinh yếu. Mỗi em sẽ được gọi điện thoại và trò chuyện, giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng em, thiết kế cái bài tập vừa sức với các em trong vòng 1 tiếng đồng hồ, mỗi em 1 giờ đồng hồ, ngày 8 tiếng, xong 8 em học sinh yếu. Ngày thứ tư sẽ dành cho những học sinh xuất sắc, những em có tố chất và sự say mê đặc biệt, và hỗ trợ cho mỗi em đó cũng rất là khó. À, cho nên thầy cô sẽ gọi điện thoại và trò chuyện với từng em đó mỗi em 1 tiếng đồng hồ để set up những cái thử thách hay hơn cho các em, để giải đáp những câu hỏi rất là hóc búa và rất là hay và thú vị của các em. Và rồi khiêu khích, khơi gợi để các em tự mày mò, tự học những cái sâu sắc hơn, cao hơn và phát triển một cách cá nhân hơn. Ngày thứ năm là ngày mà thầy cô dùng để chấm bài và rồi set up bài vở cho tuần tiếp theo. Vậy là hết 5 ngày của một tuần. Dĩ nhiên là hai ngày cuối tuần thầy cô nghỉ ngơi, chill và dành thời gian để xem clip của ông Quéo. Hả không? À, có thể xem để cảm nhận được về cái triết lý giáo dục mà ông Quéo theo đuổi, hoặc là tham gia luôn những cái lớp học trên Zoom với ông Quéo, không? À, ví dụ như cách để đối diện với khủng hoảng trong cuộc sống của mình như thế nào, cân bằng được giữa công việc, giữa tài chính và các mối quan hệ của mình làm sao để vượt qua cái khủng hoảng 1/4 cuộc đời của mình, right? Hoặc là thầy cô có thể tìm hiểu về cái kênh YouTube của anh Huỳnh Duy Khương để hiểu về cái khả năng giao tiếp, chia sẻ với học trò của mình, kết nối làm sao cho sâu sắc, nói như sao để cho các em hiểu mình, rồi ấn tượng hơn, thuyết phục hơn, đúng không? Thì anh Huỳnh Duy Khương là một cái trainer đồng hành cùng với anh trong học viện trong suốt 12 năm qua, và có một cái kênh YouTube mà anh nghĩ rất là thực tế và rất là hay về kỹ năng giao tiếp, đúng không? Và rồi dĩ nhiên cuối cùng đó là nếu như mà thầy cô muốn cảm nhận được cái việc trò chuyện một một nó sẽ như thế nào, lắng nghe, thấu hiểu và giúp người khác bình tĩnh hơn trong những cái vấn đề trong cuộc sống của họ ra làm sao, thì thầy cô cũng có thể tham gia vào cái chương trình tư vấn một một cá nhân cung cấp bởi học viện Học Bách Giao Power, và trò chuyện với những bạn tư vấn viên đó để cảm nhận cái kỹ năng của một cái người tư vấn, họ giúp chúng ta bình tĩnh và nhìn rõ cuộc sống của mình hơn ra làm sao. Ok, và đó là cái mà các bạn hãy tìm thấy, và dĩ nhiên các bạn hãy tìm thấy link trong description. Anh nói tới đây có thể các bạn sẽ bắt đầu nói ông Quéo này lại PR trá hình. Không các bạn, anh đâu có PR trá hình đâu. Anh đang chia sẻ rất thẳng thắn với các bạn về những cái ấp ủ và giáo dục mà anh nuôi dưỡng và anh theo đuổi trong suốt 12 năm qua trong cái học viện nho nhỏ của anh. Và đó là những cái cảm hứng mà anh có được từ Toru Kumon, từ Daniel Greenberg, từ Frank McCourt. Là những người thầy rất là giỏi và tâm huyết. Và anh cũng muốn biến nó thành cái thể nghiệm ngay trong cái ngôi trường nho nhỏ mà anh đang xây dựng ngày hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì anh và Dưa Leo, bọn anh đều không phải là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Cho nên có khi những cái ý tưởng của anh sẽ không được nghe và không được quan tâm bởi những cái nhà lãnh đạo. Cho nên thà là anh tập trung hỗ trợ các bạn cho thiệt là tốt, còn hơn là anh đi cà khịa rồi sửa lưng Bộ Giáo dục. Anh thấy cái đó nó không có thực tế ha. Và rồi cuối cùng, dĩ nhiên là cái nền giáo dục quốc gia là trách nhiệm của Bộ, nhưng mà sự trưởng thành chân thật và phát triển cái cá tính một cách trọn vẹn cho cuộc đời của mình là trách nhiệm của các bạn. Mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Còn nếu mình đẩy hết cho thầy cô, cho bộ trưởng, rồi tới khi kết quả nó không đúng ý mình thì chúng ta lại trách móc, lại chửi bới, cái đó là mình sai rồi. Có đúng không nè? Nghe. Cho nên cái chặng hành trình để thấu hiểu bản thân của mình và trưởng thành một cách chân thật, đó là chặng hành trình rất vinh hạnh được đồng hành cùng với nhau. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo, và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.